Kính thưa quý vị, Nguyễn Nam xin trân trọng chào quý vị. Happy Sunday thưa quý vị. Và như quý vị biết, người cộng tuyển chương trình ngày chủ nhật của chúng tôi, với chúng tôi là Nguyễn Ngọc Mùi. Mời anh Mùi lời chào quý vị, thưa anh. Dạ, tôi là Nguyễn Ngọc Mùi, kính gửi lời chào đến quý vị và xin chào Nguyễn Xuân Nam, thưa anh. Thưa quý vị, nhìn vào trên truyền hình đó, thì quý vị chúng thấy không thấy cái gì lạ hết. Vẫn ngay gương mặt bình thường, vẫn câu chuyện thời sự nóng bỏng. Nhưng có cái điều đó, là chúng tôi muốn nói chuyện tí xíu ngày hôm nay về cái thời tiết tại miền Tây Hoa Kỳ, trong cái tại Bắc California, được xem là cái thời tiết kỷ lục, nóng kỷ lục trên 100 năm trong lịch sử, thưa anh Mùi. 127 năm. Dạ. Có thể nói chúng ta đang ngồi đây đó, lửa đốt khắp California, khắp miền Tây Bắc Hoa Kỳ và khắp miền Tây California. Kinh hoàng một. Dạ. Có thể nói là trong gần 130 năm, trên dưới 130 năm, có một trận nóng kinh khủng như hiện nay. Cho nên người dân California mấy hôm nay là bơ phờ ở trên. Rất là bơ phờ. Cho nên rất là cảm ơn quý vị theo dõi trong chương trình truyền hình của chúng tôi. Thời tiết nóng và câu chuyện cũng rất là nóng. Thì như thường lệ thưa quý vị, chúng tôi sẽ có một số tin ngắn trước. Và sau đó chúng tôi vô một số tin dài hơn. Trong đó cái nóng ở Cali là một trong những tin dài. Cái thứ hai nữa, cái điều này lạ lắm mọi người. Bây giờ hồi trước mình ở Việt Nam, quê của mình á, mình cho là quê mình. Tò mò những chuyện xảy ra trên quê hương của mình, trên làng xóm của mình. Bây giờ mình qua Mỹ, mình ra thế giới, ở San Jose. San Jose là second home của mình, một cái quê hương mới của mình. Và nó gần gũi còn hơn là cái quê hương cũ của mình nữa. Không biết Mùi nghĩ như sao, chứ thời gian năm sống ở California này, ở Silicon Valley này, nó còn hơn tất cả cái thời gian năm sống ở các nơi khác cộng lại. Thì nếu ở đây không phải là home là cái gì? Và thưa quý vị, San Jose cũng đang trong đợt nóng, nhưng cái nóng hơn nữa là cái nền kinh tế. Tôi đọc bản tin mà tôi choáng váng. Tôi gửi tất cả bạn bè, không ai tin nó là sự thật, mà may là đã là bản tin của Mỹ. Là em biết tại thành phố San Jose hiện nay, tại Silicon Valley hiện nay, chỗ mình ở đó, triệu phú chuyện nhỏ. Ai có cái nhà không là triệu phú nè. Đúng không? Nhưng mà anh biết là sao? Cái thống kê mới nhất đó, cho thấy đó, cứ khoảng trên 700 người dân ở thành phố của mình là có một người giàu trên 30 triệu. Một trong khoảng 700 người, trên 700 người chút xíu, là một cái là multi-millionaire đa triệu phú, là ít nhất là 30 triệu. Anh thấy kinh hoàng không? Do vậy khi mà tôi đọc cái tin này, tôi nói với bà xã tôi là té ra mình là dân nghèo. Mặc dù là mình có một số tiền cũng khá lớn ha. Nhưng mà té ra mình là dân nghèo. Tại vì do vậy đó, như vậy, nhưng mà trước cái tình hình như vậy đó, thì người ta hỏi với cái câu hỏi này. Trước đây người ta đồn là California đắt đỏ, sờ động đất, sờ hỏa hoạn, đời sống nhà cửa đắt đỏ quá, công việc làm phức tạp quá. Rất là nhiều người muốn đi rời khỏi San Jose về miền Trung Mỹ, miền Đông Mỹ. Anh xả xì cái nỗi mà nhọc nhằn, lo toan, đời sống thoải mái hơn nhiều. Thì có người ta nói là California sẽ không còn người sống nữa, người ta di tản hết. Exodus. Là Exodus. Là thiên di. Di tản ồ ạt. Di tản ồ ạt hết. Trước cái tin đồn âm mỉ như vậy, thì Viện Độc California họ trả lời như thế nào? Mở ra một cuộc điều tra cho thăm dò dư luận. Và họ kết luận như thế nào? Phải chăng California sắp tới là vườn hoang nhà trống? Mọi người bỏ đi. Sự thật như thế nào? Thì hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện vấn đề đó nữa. Cái chuyện nói cuối cùng nữa, ta nói ngày hôm nay đó, là Trung Cộng có vượt qua Mỹ không? Phần này Bùi trò chuyện cho quý vị nghe. Có cái chuyện nữa ngày hôm nay, trước khi mình vào những tin chính như vậy thì mình có vài tin phụ. Tin phụ đầu tiên đó
là cựu thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa là Trần Thiện Khiêm đã trút hơi thở cuối cùng trong tuần vừa qua. Thì cái nói là ông Trần Thiện Khiêm á, là cái thời ổng á, là thời sinh thập niên 1920, anh Bùi. Ông nhỏ hơn cụ thân sinh của năm 4 tuổi à. Ông già ông sinh năm 21. Mà ông sinh năm 25. Ông sinh năm 1925. Thì ông nhỏ hơn ông già ông 4 tuổi. Và ông Khiêm á, có thời rút ở miền Bắc Việt Nam, nhưng lãnh tụ đã chết hầu hết rồi. Thấy không? Cái thời kỳ mà lãnh tụ trong cuộc chiến Việt Nam á, thì miền Bắc Việt Nam không còn. Sài Gòn bây giờ kỳ ông phó thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ cũng mất, rồi ông Nguyễn Văn Thiệu cũng mất, rồi Cao Văn Viên cũng mất, Cao Văn Viên cũng mất, đại tướng Trần Thiện Khiêm bây giờ cũng mất, bây giờ còn mất hết rồi. Ông còn đại tướng Nguyễn Khánh cũng mất, đại tướng Nguyễn Khánh cũng mất, bốn đại tướng thì vì gần như mất hết. Thì bây giờ cái số mà của Việt Nam Cộng Hòa còn lại đó, phần lớn là cấp tá. Trong đó có một vài vị còn lớn lắm, ví dụ thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, người bạn cùng sống với mình ở San Jose, mình San Jose của mình. Ông rất là hay thường nói chuyện với mình. Thì đó ông Bình cũng được xem là một trong những vị tiền bối trong cái quân đội Việt Nam Cộng Hòa, trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa chúng ta. Thì thỉnh thoảng tôi vẫn nói chuyện với ông, một vài tuần nói chuyện với ông lần, ông rất là sáng suốt, khỏe mạnh sáng suốt, cũng vẫn làm việc rất là vui vẻ. Thì đầu tiên đó, từ những cái thế hệ chiến tranh Việt Nam đó, từ từ rời khỏi trong đời sống chúng ta và đi về một cõi khác. Thì nhân cái dịp này tôi muốn đưa cái tin, vì đó là một trong vị tướng lãnh thủ tướng miền Nam Việt Nam và đại tướng Việt Nam Cộng Hòa vừa từ trần. Cho phép chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình, và có cái điều chúng tôi cũng cầu nguyện cho ông để về với cõi thiên đàng. Khi mà ông còn sống còn khỏe đó, ông đến đây còn ăn phở với mình ở chỗ cái phở 90 độ, thì ông chơi thân với ông chủ 90 độ. Vì anh em ngồi vẫn đang ăn phở mới đây. Bây giờ thì bây giờ bạn bè mình nằm biết bên kia nhiều hơn anh Mùi. Anh nói chuyện mấy anh em nói là bây giờ sau này mình về bên kia đôi khi dưới đó nó vui hơn bên này, đông bạn bè hơn. Vì thành phố còn lại anh nào sống ăn già còn lại buồn lắm. Bởi thành phố còn ai đâu. Bạn bè ra đi rồi. Tôi có người phụ nữ mà người cô trong gia đình ở bên này còn 97 tuổi, không còn một người thân bạn bè trên nước Mỹ, và trên trái đất này còn một nơi thân đó, là Việt Nam. Thì cụ bà, có cụ bà bên đó 94 tuổi, thỉnh thoảng điện thoại nói chuyện qua lại chút xíu. Một hôm bà cụ bên Việt Nam mất, thì bà cụ bên này nói với tôi: Nam ơi, vì không còn ai nữa đó, gọi là bạn bè thì không còn người mùi. Cho nên đa thời ngày xưa mới hiểu được chữ đa thọ là đa nhục. Anh biết không? Đa mình mới hiểu được cái chữ đó. Ngày xưa các cụ nói đa thọ thì đa nhục. Đa nhục. Ăn không được, lo lắng cuộc sống mình không được. Cái gì cũng nhờ vả con cái cháu chắt. Ăn cũng phải được đúng, uống miếng thuốc phải được đúng, tắm rửa phải được tắm. Thì tôi có người quen không về, chỉ nằm một chỗ thôi. Thấy không? Nằm chỗ. Cho vậy cho nên cũng chia buồn gia đình được, cũng như vậy cụ tướng mà thủ tướng Trần Thiện Khiêm như vậy cũng thọ quá rồi anh. Thì khi mà thủ tướng Trần Thiện Khiêm đã qua đời trong tuần vừa rồi, thì một cái nhà báo là cựu trào nhất là ông Philip Terrian, tức là ông này đã từng viết những cái tác phẩm giống như Architect of Power giữa thời của ông Roosevelt cùng với Eisenhower và The American Century. Thì ông có nhận xét một vài điểm của Trần Thiếu tướng Trần Thiện Khiêm hoặc là Thủ tướng Trần Thiện Khiêm. Thì vấn đề đầu tiên thì ông Philip ông nhập đề thế này. Thì thời kỳ ông Bush, George W. Bush, ông nói rằng là khi một cuộc chiến của vùng vịnh á, thì ông nói chúng tôi đã làm hết trách nhiệm của mình trong một cuộc chiến gọi là hồi chứng Việt Nam, và từ đây chấm dứt, không còn hồi chứng nào hết trơn nữa.
đó là khi mà ông kết luận như vậy, đó là nhập đề và ông kết luận như vậy. Thế thì với hội chứng Việt Nam như thế nào? Hội chứng Việt Nam tức là cuộc chiến Việt Nam, có một người nói là nội chiến, có một người nói không, là phân chia ra vẫn cái hai cái chủ nghĩa cộng sản, chiến tranh ý thức hệ, đó là chiến tranh ý thức hệ. Thì như vậy thì ông Philip ông đưa ra một lời giới thiệu của ông cựu tổng thống là ông George W. Bush nói như vậy, tức là hội chứng Việt Nam đã kết thúc qua cuộc chiến của vùng vịnh, tức là thời kỳ đó. Thì nói về cuộc đời của thủ tướng Trần Thiềm Khiêm á, thì sau này thì theo cái bài báo của ông Philip Jerry Rang này, sau khi mà ông tìm cách ông manage vượt biên, tìm cách là thoát ra khỏi Việt Nam, là không biết là ông đi đường nào, mà nhưng ông Philip nói là ông Trần Thiềm Khiêm lúc đó là tìm cách thoát ra khỏi Việt Nam và sống ở ngoài ô của Washington. Thì ông mô tả là cuộc sống của thủ tướng Trần Thiềm Khiêm vào lúc đó rất là thoải mái, nhưng mà thoải mái nếu so sánh với những vị HO hoặc là những vị tướng ở ta mà thời kỳ đó được di tản hoặc là đi qua ở Mỹ thì họ gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng riêng thủ tướng Trần Thiềm Khiêm thì sống ở vùng ngoại ô Washington rất là thoải mái, là very comfort. Rồi từ đó là ông di chuyển về ở phía nam tiểu bang Cali, tức là Orange County. Đó là cuộc sống khi sau khi ông qua Mỹ như vậy. Còn trước đó ông sinh năm 1925 cho đến năm 1948 thì ông gia nhập vào quân đội. Thì ông vào quân đội thời kỳ Nhật chiếm thì có cuộc chiến tranh xung đột, cho đó là ông bị trì hoãn được huấn luyện, những cái khóa huấn luyện về quân đội, và ông tham gia lính Pháp để mà chiến đấu là đẩy quân Nhật đi về. Và sau đó ông cũng tham gia Điện Biên Phủ, cũng đẩy Pháp đi luôn. Thì trong cuộc đời binh nghiệp của ông á, thì ông vẫn tiếp tục cuộc đời binh nghiệp đến năm 1955. Thì khi vị tướng 17 chia đôi đất nước cái miền Bắc Việt Nam, thì ông trở vào trong miền Nam để phục vụ cho chính quyền của miền Nam, tức là Việt Nam Cộng Hòa. Thì một trong những người lính có khả năng điều hành, có khả năng quản trị, thì ông được đưa sang Mỹ để học cấp, gọi là cấp bộ trưởng, tham mưu trưởng đó, ở một cái trường huấn luyện tại Kansas, tiểu bang Kansas đó. Và khi về, ông ta nổi tiếng vấn đề nhờ kỹ năng hành chính, đồng thời ông có cái tài về mưu lược. Thì tuy nhiên, thì vấn đề mưu lược về quân sự thì ông rất là yếu. Do đó là ông về quản trị thì đối với ông nhiều hơn. Tháng 11 năm 1960, trong một cuộc mà lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm, thì cũng trong thời gian đó thì ông đã bảo vệ cựu tổng thống Ngô Đình Diệm một cách trực để, và ông đã giúp cho chính quyền Ngô Đình Diệm đã dập tắt được cái cuộc đấu tranh đó như thế nào. Và trước đó, tại vì sao? Trước đó là ông là một trong những người theo đạo ông bà, theo Phật giáo, và sau đó là ông đã cải đạo đi qua Thiên Chúa giáo, và là cũng là nhận Ngô Đình Diệm là cha đỡ đầu. Thì đến năm 1963 cuộc đấu tranh là tiếp tục nữa, thì ông nhận thấy rằng cái vấn đề mà chính quyền của cựu tổng thống Ngô Đình Diệm có những cái điều mà có thể rằng là ông có thể thay đổi ý kiến, thay đổi tư tưởng. Thứ nhất là đàn áp Phật giáo thời kỳ đó, rồi nâng cao cái chế độ của gia đình trị, và đồng thời kết hợp với Tòa Thánh Vatican, ông anh của Ngô Đình Diệm, Ngô Đức Thục, để muốn biến Việt Nam thành một vùng đất Thiên Chúa giáo giống như là Phi Lục Tân vậy. Thì cuộc cách mạng ngày tháng 11 năm 1963, ông đã thay đổi và cũng hợp tác với Tướng Lãnh để lật đổ Ngô Đình Diệm. Khi mà lật đổ Ngô Đình Diệm, trong đầu ông thì ông suy nghĩ thế này. Ông này, nếu như mà lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm thì có thể đưa cụ Ngô đi lưu vong, cũng giống như là Vua Bảo Đại vậy. Tại không ngờ rằng cái suy nghĩ của ông nó khác với cái thực tế. Từ sau cuộc đấu tranh thì ngay cả cụ Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu đã bị ám sát. Đó là điều ông làm rất là buồn. Và cuộc đấu tranh Phật giáo, công cuộc đấu tranh của tăng lực Phật giáo đã quyết định cho người Mỹ can thiệp vào miền Nam Việt Nam. Mà khi can thiệp vào miền Nam Việt Nam rồi thì quý vị thấy rằng là
sự ủng hộ của người Mỹ đối với cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng như Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, thời kỳ là một tướng không quân đó. Thì ông Kim thì không được quá trọng vọng cho lắm. À, thì không được trọng vọng cho lắm thì ông có những cái skill, những tài năng về quản lý này kia nọ, thì đưa ông qua bên Washington làm đại sứ quán của Việt Nam tại Washington. Mà cho đến năm 1969, à, thì khi đó ông mới trở về. À, ông trở về lại đất nước. Và khi ông trở về lại về đất nước ấy, thì ông làm thủ tướng cho cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Thời khi ông làm thủ tướng ấy, thì cái điều này theo lời của ông Philip Terrizao ông nói á, thời kỳ mà ông làm một thủ tướng là ở Sài Gòn á, thì cái phần hành của ông là kiểm soát về cảnh sát, đồng thời ông kiểm soát về dịch vụ về dân sự. Nhưng có một điều là ông Philip Terrizao ông có đưa ra những cái tin tức thế này, không biết đúng sai, thì có thể là những quý vị sống thời kỳ dưới nền đề nghị dân chủ cộng hòa của Việt Nam gần gũi thủ tướng Trần Thị Kim thì rõ hơn, nhưng theo đây là lời của ông Philip đã nói là thời kỳ đó thì thủ tướng Trần Thị Kim thường hay bổ nhiệm thành viên của gia đình mình vào những chức vụ quan trọng, những chức vụ nổi bật nhất trong trường hợp năm 1970 thì mãi cho đến năm 1975 khi miền Nam bị coi như là rơi vào tay của miền Bắc thì cái đó thủ tướng Trần Thiện Khiêm tìm cách vượt ra khỏi Việt Nam, thì managed to escape from Vietnam, thì không, đó là ông Philip nói vậy cho mình không biết là đi cách nào, bằng cách nào, hay là dí tảng, hay là đi vượt biên, không có nói rõ cho những số nào. Đó là cuộc đời của thủ tướng Trần Thiện Khiêm. Thì cảm ơn Mười. Thì Trần Thiện Khiêm á, nó không có cái may mắn là được gặp và nói chuyện ở một vài lần. Ông tốt tướng rồi, rất là uyên bác, rất là uyên bác, nói chuyện trầm tĩnh, uyên bác, điềm tĩnh lắm, rất là tốt tướng. Thì đó là một cái nhân vật mà có thể nói trong chỗ giao tiếp riêng tư, tôi dành cho ông sự ngưỡng mộ. Nhưng đặc biệt là sau khi mà qua Orange County đến Việt Nam, thì hình như là thủ tướng sống cách ẩn dật mà thôi, cũng không có lên tiếng nhiều. Ông vốn ít nói và sống ẩn dật, ít có ai cái dịp gặp hay là làm việc hay là quen biết ông ta, không xuất hiện nhiều, từ cộng đồng tới hội đoàn, biết không? Ông sống rất là ẩn dật. Thì trong tuần vừa qua thì phía miền Nam Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa có một vị tướng, cựu thủ tướng, cựu đại tướng Trần Thị Kim đã qua đời. Thì ở tại Haiti, một tin ngắn thôi, thì Tổng thống Haiti bị ám sát. Haiti là một quốc gia nhỏ ở Nam Mỹ. Tổng thống Haiti bị ám sát. Thì bây giờ người ta đang điều tra vụ này. Thì có một bản tin nữa, thì chuyện nói chuyện ngắn ngắn thôi, thì cũng có dính tới ông Trump chút. Đó chuyện gì Mùi? Chuyện gì cho ông Trump một tỷ, thì vừa qua thì ông Trump thì ông đặt cho ông McConnell một cái biệt danh mới. Thì quý vị thấy ông Donald Trump thì ông luôn luôn đặt những cái tên rất là quái gở cho những vua đặt tên. Vua đặt tên thì như là ông Kim Jong Un thì nói là ông là tên Rocket hả? Rồi vân vân, là có những ông có những người nào mà ông thật là ông đặt tên một cách vui lắm. Thì vừa qua, từ 7 vừa qua thì ông Trump thì ông vì có một sự conflict giữa ông Donald Trump với ông McConnell về sự ủng hộ cho những ứng cử viên vào cái chức vụ thượng nghị sĩ của Alabama. Thì bên phía ông Donald Trump thì ông ủng hộ cho ông Mo Brooks, còn phía ông McConnell và ông Richard Shelley thì ủng hộ cho Kathy Brewer. Thì hai bên có sự ủng hộ và khác nhau như vậy. Vì có sự ủng hộ như cái ghế thượng nghị sĩ ở Alabama, đó là ông Donald Trump nổi bực mình, ông đặt cho ông McConnell một cái biệt danh mới. Thì ông nói thế này, cái vấn đề ông ủng hộ là ông Mo Brooks một cách
triệt để. Và ông sẽ làm cho năm 2022 có thể nó thay đổi toàn bộ ở Hạ viện cũng như Thượng viện. Ông ta nói như vậy. Nhưng tại sao là bên phía ông McConnell và ông Richard lại ủng hộ cho Kathy Bridge? Là tại sao như vậy? Là ông Trump nói, ồ, quý vị đừng nghe ông là ông McConnell. Tức là ông đặt cho ông McConnell là một là con quả già. Tức là bây giờ cái tên của ông McConnell tức là con quả già. Đó là tên mới của ông hiện nay. Công trước khi sang tin dài hơn chút xíu thì có ba tin ngắn đó. Chắc là quý vị mấy hôm nay, đặc biệt quý vị sống tại Mỹ, thì hai ngày hôm nay đến buổi bữa hôm qua và hôm nay là tin tức dồn dập về ông tỷ phú người Anh có thể là người dân sự đầu tiên mà bay vào không gian. Nó cái đó nó kêu là ông ta nó dùng ông về sơ tiếng Anh gọi là sơ ngài đó, ngài gọi là Richard Branson, ngài tỷ phú Richard Branson là cái người dân sự đầu tiên vừa qua Jeff Bezos là của Amazon để đi bay vào không gian, dân sự đầu tiên, tỷ phú đầu tiên. Thì ông làm khi bay vào không gian trở về ngày hôm nay thì nó touch down xuống, nó đáp xuống cái đất an toàn, hoàn thành chuyến đi mỹ mãn. Thì bay vào đâu? Đáp xuống ở New Mexico. Và trong chuyến đi, chuyến bay gọi là Hair Racing Flight, là chuyến bay là rợn tóc gáy. Anh vừa theo dõi chuyến bay nào? Anh không nói nào. Chuyến bay rợn tóc gáy. Một người dân sự bay cùng với một vài người khác nữa. Thì mình coi cái chuyến bay nó tách ra làm sao, nó đáp về đại đất như thế nào này lắm. Rợn tóc gáy. Cái rợn tóc gáy đồng có hai nghĩa thưa quý vị. Cái rợn tóc gáy thì mình cũng theo dõi cái chuyến bay đáp xuống. Tức là có những có thể rằng là những cái phức tạp ở trong đó. Nhưng người ta gần tóc gáy thế này, tại vì quá khứ và quá trình của ông Richard Branson anh hiểu sao nào. Tại vì ông thoát chết rất là nhiều lần lắm. Ông thoát chết trong gang tấc mà thôi. Thì như khi mà ông đi tuần trăng mặt với người vợ cũ của ông chẳng hạn, ông đi ra một chiếc thuyền ngoài ở Mexico thì chiếc thuyền bị chìm. Với tất cả mọi người trên thuyền thì họ muốn giữ ả lại trên thuyền để mà có thể cứu vớt. Riêng ông thì ông nhảy xuống nước, ông bơi vào bờ. Và một mình ông được sống. Ông nói có những cái mà ông là chết trong gang tấc chứ đó. Người ta sợ gần tóc gãy, không biết cái chuyện này mà mang ông ta đi. Không biết gần tóc gãy lắm. Gần tóc gãy hay không? Nhưng mà bây giờ sao? Bây giờ đặt câu hỏi đi tới đâu? Cái chữ này mà hỏi Mùi nè. Ok. Thì cái bản tin của Hoa Kỳ cho biết rằng ông đã vượt qua the reach of Earth gravity, vượt qua cái phạm vi không có khí quyển của cái sức hút trái đất. Sức hút trái đất là đâu? Vượt qua cái phạm vi sức hút trái đất là đâu? Như vậy là vượt qua cái vòng khí quyển của quả đất rồi, là sức hút mặt đất. Thì có thể nói đi ông bày mà trở về an toàn. Thì cái này nó thì nó mở đường ra có thể sắp tới nhiều nhà giàu khác. Cho nên hiện nay Hoa Kỳ có tính chuyện mà đưa thám hiểm mặt trăng, đưa thám hiểm hỏa tinh, đưa thám hiểm vũ trụ và với số tiền khổng lồ. Thì như vậy đó, thì sắp tới chúng ta mà mùi trúng số một cái mua ticket đi vũ trụ về kể anh em nghe mặt trăng có dặn đó. Thế bây giờ còn một số người họ mua, họ đặt cặp đó, anh nghĩ thế nào? Họ đặt vẽ rồi đó. Thì thôi, đó là một chuyện. Có thể ngày hôm nay cái chinh phục vũ trụ đó, nó trở thành trong tầm tay của người bình thường. Ngày trước phải phi hành gia này nọ phải không? Bây giờ một người bình thường thể đi được, cũng có thể đi vào vũ trụ. Ok, mà trước khi đi là phải được huấn luyện đương nhiên. Không gian nha. Đương nhiên. Thì bây giờ chúng ta trở lại chút cái nóng Cali mùi. Không, bây giờ có một cái tin liên quan. Ok, mời mẹ. Có tin liên quan vấn đề chính trị như thế nào thưa quý vị? Thì ngày 4 July 4 vừa rồi, ngày 4 tháng 7 vừa rồi á, thì theo cái mục tiêu của Tổng thống Joe Biden đó, tức là làm thế nào là người dân Mỹ đạt được 70% được chích ngừa. Nhưng không có may mắn cho lắm, cái mục tiêu đó không đạt được. Có một số tiểu bang thì có thể đạt được 66%, còn những tiểu bang thì đạt được 36%, rất là thấp.
do đó không đạt được. Thì có cái mốc không đạt được đó, thì Tổng thống Joe Biden thì lên trên truyền hình một quốc gia cũng kêu gọi người dân hãy nên là cố gắng hợp tác với y tế để chích ngừa. Một việc chích ngừa COVID-19 đó là một sự an toàn cho cá nhân, an toàn cho cộng đồng và an toàn cho quốc gia. Đó là ba yếu tố như vậy. Và khi mà an toàn cho quốc gia rồi thì an toàn cho thế giới. Thì đó là cái mục đích của Tổng thống Joe Biden. Nhưng thưa quý vị, thì một số hiện nay họ vẫn đang cương quyết không có đi chích. Yếu tố thứ nhất, họ nói rằng là con virus COVID-19 nó không có. Và có thể để số phần bệnh an bài cho thượng đế. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai nữa, thì họ vẫn nghe lời của những cái thuyết âm mưu nói là vaccine không có an toàn cho lắm và cũng không nên chích. Và họ được tiêm nhiễm và nhồi sọ như vậy, do đó là họ không chích. Bởi vậy do đó Tổng thống Joe Biden là hiện nay đã thông báo rằng có thể y tế đến đo trừ đo anh Nguyễn Xuân Nam, đến tầng nhà, tầng nơi để gõ cửa để mà chích ngừa cho người dân. Thì trước đây có những cái chương trình mà thiểu như là sổ sổ hoặc là bốc thăm này cái nọ, cho tiền này cái nọ để khuyến khích người dân đi chích ngừa. Ngay cả ở Cali, quý vị biết rằng là nếu như mà bốc thăm mình chết sau này ai bốc thăm trúng một cái giải thưởng đến 50.000 người nào, mà trong một tuần như vậy đến 15 người như vậy, đúng không? Thì những khuyến khích này khuyến khích khác đủ thứ để mà cho người dân Mỹ họ đi chích. Nhưng một điều có cả là quý vị thấy bây giờ trên thế giới tất cả nước nào họ đang mong ngóng từng giờ từng phút có được một mũi thuốc để chích, nhưng điều là hơi vô vọng. Tại vì sao? Thứ nhất là tiền bạc, thứ hai là nhờ vào WSO để phân phối thuốc men này cái nọ. Và đặc biệt là họ cũng nương tựa vào Mỹ, tại vì thuốc của Mỹ luôn luôn an toàn và tuyệt đối, không phải tuyệt đối cho lắm, ít nhất 90%. Còn những thuốc của Sinopharm của Trung Cộng hoặc của Liên Xô, của Nga, xin lỗi quý vị, thì họ rất là ngờ vực, do đó là họ không dám nữa cho đằng khác. Thì Tổng thống Joe Biden kêu gọi như vậy. Thì bên phía Đảng Cộng Hòa thì đặc biệt là có các dân biểu giống như Tyler Green chẳng hạn, là dân biểu thuộc Đảng Cộng Hòa ở Georgia, hoặc là Andy Biggs chẳng hạn là thuộc Đảng Cộng Hòa ở Arizona, thì luôn luôn phản đối. Thì nói là vấn đề mà chích ngừa đó là chẳng qua là chính quyền Joe Biden là phổ biến cái chủ nghĩa cộng sản. Thưa quý vị, bây giờ có thuyết âm mưu hiện nay bên phía Đảng Cộng Hòa, những người mà họ theo ông Trump đó nghe, họ tuyên truyền hai cái vấn đề mà quan trọng nhất để làm tiêm nhiễm cho mọi người, đó là hiện nay bên phía chính quyền của Joe Biden đó, thực hiện chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa và đồng thời thực hiện chủ nghĩa cộng sản, cứ tiêm nhiễm vào trong đầu người ta như vậy, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Do đó người ta sợ rằng chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội, mà thực sự điều đó có không? Lịch sử của Mỹ mấy trăm năm rồi, và đến hôm nay 46 đời vị tổng thống rồi, giống như những vị tổng thống trước đây không có áp dụng một trong những cái chính sách, đó là một vài chính sách của xã hội. Thì như thời kỳ cựu tổng thống Barack Obama chẳng hạn, là hợp tác hay là cổ phần với cả các công ty bảo hiểm chẳng hạn để mà cứu các cái công ty ra khỏi, hoặc là có cổ phần ở trong các ngân hàng chẳng hạn để cứu ngân hàng, các công ty bảo hiểm đi ra khỏi cái sụp đổ tài chính rồi sau đó trả lại những ngân hàng. Thế đó là một trong những cái chính sách của xã hội chủ nghĩa. Hoặc là lấy tiền của người giàu hay lấy thuế để giúp cho người nghèo chẳng hạn, tạo food stamp chẳng hạn, hoặc là nhà cửa chẳng hạn. Thế đó là một trong những chương trình xã hội chủ nghĩa, nó không bay lại đâu, phải là hoàn toàn là chủ nghĩa tư bản đó. Thì như vậy hiện nay khi mà Tổng thống Joe Biden đưa ra cái chuyện dịch chích ngừa như vậy, thì hai vị dân chủ đó cũng lên tiếng nói rằng đó là chẳng qua là phổ biến cái chủ nghĩa cộng sản mà thôi. Ngay cả ông Ted Cruz, tức là thượng nghị sĩ thuộc tiểu bang, thượng nghị sĩ của liên bang ở Texas cũng lên tiếng như vậy, nói là cái vấn đề mà chúng tôi nên cảnh báo sớm, tất cả người dân chúng ta có quyền sự lựa chọn, ông ta nói vậy, đừng nên nghe những gì mà bên phía dân chủ họ nói. Và ông ta nói thế này, chúng ta đang ở vực thẳm của chủ nghĩa cộng sản hơn là sự gia tăng chọn lựa cho người dân. Ông ta nói như vậy.
Thì những cái điều mà giống như là bà Tara Green hoặc là Andy Bish hoặc là ông Ted Cruz khi mà lên tiếng nói như vậy, thì trong đó là một trong những nhân vật thuộc Đảng Cộng Hòa, thì ông ta không chỉ dịu ngay. Thì ông này trước đây ông đã từng là phản đối cái vấn đề mà một số người xâm nhập vào Điện Capitol, ông là phản đối rất là gay gắt. Bởi vậy do đó ông bị phía thành viên trong Đảng Cộng Hòa ở Thượng viện cũng như Hạ viện cũng nhìn ông với một cặp mắt khác. Thì khi mà nghe được mấy người này lên tiếng như vậy thì ông này cũng cắt nhà bạn liền. Ông này nghe, các vị đừng có làm những cái trò hề đó nữa và đừng có đe dọa người dân theo kiểu tộc nữa. Đó. Cái vấn đề mà chích ngừa COVID là một cái phúc lợi cho cá nhân, phúc lợi cho cộng đồng, phúc lợi cho quốc gia. Đó. Chứ không phải ở đây là một chiến dịch xã hội chủ nghĩa hay là cộng sản chủ nghĩa gì cả. Và ông đã khi mà được đặt câu hỏi thì ông lên tiếng, ông nói chúng ta đừng nên sợ hãi điều đó. Và khi được hỏi rằng ủa bên phía Đảng Cộng Hòa họ nêu ra cái vấn đề là Tổng thống Joe Biden kêu gọi là đến tận nhà để chích, thì ông nói như vậy hả? Ông nói cái chuyện mà ông rất ngạc nhiên mà phía Cộng Hòa họ vẫn lên tiếng điều đó nữa. Thôi đó là tình trạng. Thật sự gần đây quý vị nghe những cái chuyện mà Đảng Cộng Hòa quý vị buồn lắm. Đặc biệt những người mà khán giả chúng ta là người Đảng Cộng Hòa. Bởi vì gần đây đó, nó xuất hiện nhiều câu nói mà chính người Cộng Hòa cảm thấy xấu hổ lắm rồi. Chính người Cộng Hòa cảm thấy xấu hổ. Và hiện nay một số người Cộng Hòa đang tách ra, cái Đảng Cộng Hòa bây giờ muốn tách ra để thành lập Đảng Cộng Hòa khác. Bởi vì nó suy đồi cách tồi tệ quá. Suy đồi cách tồi tệ quá. Ăn bậy nói láo không ngừng miệng. Bịa chuyện không ngừng miệng. Cái tư cách đạo đức nó suy thoái. Mà tại vì chẳng hạn như chúng ta thấy giờ những lý thuyết âm mưu là lý thuyết âm mưu nói cho oai vậy chơi là gì? Là bịa chuyện nói láo. Nói cách bình dân á, lý thuyết âm mưu là gì? Là bịa chuyện nói láo. Học không tin. Ví dụ nói chuyện bây giờ ông Trump tháng tới tháng 8 sẽ làm tổng thống, đi vào tòa Bạch Ốc. Cái tay mà ở CNN, cái tay gì đó nó nói nó cọc luôn, nó gần như nó văng tục trên đài luôn, nóng giận. Ai tin chuyện đó mà vẫn cứ nói. Do vậy mấy mà mày ở trong nước Mỹ mày còn hiểu được chính trị Mỹ. Giá dù mày ở Việt Nam anh đọc như vậy nghĩ gì? Tiếng quá chứ anh. Tiếng quá. Tiếng quá. Thượng nghị sĩ nói, hạ nghị sĩ nói, dân biểu nói, tổng thống, cựu tổng thống nói. Anh tin đúng. Những nhân vật có thế giá chứ. Mà qua đó ông thấy là cái láo trắng trợn của họ. Họ dùng cái chữ là lý thuyết âm mưu cho nó oai, mà chữ thực sự là chủ trương nói đó. Nó bậy, nó dối. Thế mà vẫn có người nghe. Không phải tội cho người nói, mà tội cho người nghe. Anh tin vào cái điều sàm sỡ bịa đặt. Có mình bỏ chứ nó đi. Thì cũng liên quan đến ông Trump, thưa quý vị, thì tuần vừa qua thì cái vấn đề mà khi mà ông John DeSantis là bây giờ là ông thống đốc của tiểu bang Florida, bây giờ là ông đang nổi lên như cồn đó, bây giờ ông được tiếng tăm lắm. Cái vấn đề mà cái vụ tòa sập ở Florida đồng thời COVID này cao nào, thì bây giờ là ông John DeSantis là một trong những nhân vật có tiềm năng là ứng cử viên tổng thống. Mà trước đây là ông Donald Trump dự định là kéo ông John DeSantis là làm cộng liên bang của mình đó, tức là liên danh của mình đó. Thì bây giờ ông John DeSantis là vượt qua rồi. Thì bên cạnh đó có những vật khác, các nhân vật khác cũng nổi lên như cồn, họ dùng là mushroom over, cũng tức là nổi lên như nấm hình của nào. Mọc như nấm. Mọc như nấm vậy. Thì bây giờ là ông Donald Trump bây giờ là ông thất kinh rồi. Là kiểu như vậy. Thì khi mà nghe ông John DeSantis rằng là nổi lên như vậy, bây giờ ông phản ứng rất là giận dữ, ông rất là phản ứng nhiều lắm. Cộng thêm rằng là ông muốn đánh trống lại cái vấn đề mà Trump Organization đang bị điều tra, và ngay cả ông giám đốc tài chính
của Trump Organization đang treo lơ lửng không biết như thế nào, thì ông Donald Trump muốn đánh trung lặng thêm một lần nữa, tức là muốn hướng dư luận qua chuyện khác, thì ông mới kêu gọi tất cả mọi người dân ủng hộ cho mình là bây giờ là ông khởi đơn kiện là những cái nền tảng về xã hội, là truyền thông về xã hội giống như là Google, YouTube, Twitter, Facebook, ông kiện như vậy. Thì ông đưa ra cái ý kiến như vậy, thì người con trai của ông á, là ông Eric, Donald Eric á, thì lên tiếng ở trên đài Fox News á, và Newsmax á, thì kêu gọi là mọi người dân nên ủng hộ cho cha tôi về quy pháp lý để kiện tổng những cái bà công ty lớn này. Đó quý vị, để kiện tổng sao mà kiện tổng nữa chứ. Thì vui lắm, thì trong đó có những người họ phản hồi thế này: wow, thế vậy hả? Bây giờ ông là tỷ phú, mà tôi nhân dân chúng tôi là cần ông tỷ phú giúp đỡ, bây giờ xin các ông giúp đỡ cho tôi đi. Thưa quý vị, đã là một trò hề thì hiện nay người ta dân chúng người ta tỉnh thức rồi, không dễ dàng chỉ gạt người ta lần thứ hai, cũng giống như là thời kỳ quyên góp được mấy trăm triệu là vấn đề pháp lý mà kiện tổng về cuộc bầu cử năm 2020 là gián lận đánh cắp này cái nọ. Tôi với quý vị thấy đồng tiền nằm gọn ở trong túi ông Donald Trump. Mà cái quỹ đó thưa quý vị có cái mục, nhưng cái mục ở trong á là cái, mà cái được quyền pháp lý họ sử dụng riêng tư cho họ. Họ sử dụng đó làm đồng tiền, làm cái quyền, cái power cho chính mình. Bởi vậy là có một tác giả nói thế này: bây giờ đó mình không trách gì ông Donald Trump hoặc là các thượng nghị sĩ hoặc là các dân biểu mà thuộc Đảng Cộng Hòa họ này lão. Họ nói thế này: nói lão là một mình giả tạo nên quyền hành. Họ nói là một mình giả tạo nên quyền hành. Mà càng nói lão bao nhiêu thì đại diện cho quyền hành đó bấy nhiêu. Do đó mặc sức tha hồ nói lão. Nói lão, lúc kỳ vị thầy dường như bà Taylor Green chẳng hạn. Thậm chí bà nói rằng là 911 không có. Bà nói trắng trợn như vậy. Thế mà người ta tin thôi. Rồi bây giờ dường như bây giờ là bà nội như con anh nữa. Nó có pháo. Nhưng mà nó có một điều á. Nó có cái điều như vậy nè anh biết không? Cái yếu tố thời gian là yếu tố cực kỳ quan trọng. Trả lời tất cả mọi cái. Nó sẽ trả lời tất cả đúng, sai, phải, trái, chân lý, ngụy lý, nói thật, nói dối. Tất cả đều không vượt qua thời. Anh có thể nói một lần. Anh có thể lường ta một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần. Nhưng tới một lần ender nào đó thì cái bộ mặt anh sẽ bị lột xuống, chứ mặt nạ thì bị lột xuống. Anh biết những người đó là gọi là tiếng Việt nó cũng khó hiểu lắm anh biết không? Nó gọi là ngụy tín. Ngụy tín là gì? Là anh nói láo. Đến một mức nào đó, anh quên cái thật luôn. Anh tin cái láo là cái thật, và anh tin tâm thành là cái đó là cái thật. Thì cái ngụy tín ở đây nó kinh khủng. Một ngày, hai ngày, anh nói đó, Hitler khi tấn công qua bên nước Nga, tin từ chiến trường trở về cho Hitler là đoàn quân đang sa lầy vào trong tuyết mùa đông và đang bị thất bại. Hitler vẫn nói là ta thắng như chê trê, và đứng ra trước cái cuộc mà biểu tình như vậy đó, cứ toàn tin thắng lợi bất chấp thực tế là đoàn quân Đức quốc xã đang bại trận ở tại Nga, vẫn nói thắng lợi và chiếm nơi này chiếm nơi kia chiếm nơi thắng lợi liên tiếp. Đó là nói dối, nhưng thực tế cuối cùng là gì? Hitler có thiết lập được đế chế độc tài đó không? Có thắng cái cuộc chiến đó không? Cuối cùng sự kể rõ đã rõ. Chuyện nước Nhật, đoàn quân Nhật Hoàng tấn công Mỹ, tấn công vào Hawaii, đúng không? Anh ra Hawaii anh đi thăm chỗ cái bị bảo tàng, đúng không? Pearl Harbor. Tấn công. Và khi mà bây giờ có một số người Nhật còn sống sót rải rác ở trong các rừng rậm ở nơi này nơi nọ, và họ vẫn tin rằng Nhật Hoàng là vạn vạn tuế và chúng ta đã chiến thắng.
cái nói dối rất kinh khủng đó anh Mùi. Trong lịch sử có thể nói rằng cái lý thuyết âm mưu mà người ta nói gần đây thực chất đó, là bịa, là xạo, là giả. Nhưng mà nếu biết bao nhiêu người Mỹ đúng cũ, tôi coi một đài truyền hình của CNN đó, thì một ký giả cầm cái micro này, cái cần dài lắm, đi xuống lặn lội xuống những vùng mà Cộng Hòa đó, hỏi chuyện già trẻ lớn bé trai gái, mọi người đều nói ông Trump là tổng thống. Và chính cái gần đây bữa qua đài CNN tức nó nói xui bằng bếp và nói tức luôn đó, không? Chính bản thân Trump nó tháng tới ông sẽ trở về Washington, tòa bạch động, anh thấy không? Cho nên chúng ta đang sống trong một cái giai đoạn mà nước Mỹ bị nhiều cái vấn đề quá, uy tín quá, thuốc là một vấn đề. Trong khi đó các nước đang cần từng giọt thuốc một, thì người Mỹ năn nỉ để chích, cho tiền để chích, không chịu chích. Tôi có người bạn và cũng làm việc chung cách đây khoảng 30 năm, trong vòng 30 năm qua nè, anh ta bay trở về Đài Loan thì bị dịch, ở bên đó chăm sóc mẹ già mà, ở bên đó suốt cả hơn năm nay. Bây giờ nó không cho ra, bây giờ cho bay được ra lại Mỹ, anh bay được lại Mỹ, anh chích một mũi thuốc xong á, anh mừng hết lớn. Anh chích một mũi thuốc xong, từ Đài Loan bay về chích mũi xong, họ chờ ngày chờ đêm mới chích, tới phiên mình chích thêm mũi thứ hai. Trong khi dân một số người Mỹ đây tin là chích thuốc là chích tới thuốc giả. Do vậy người Mỹ đã bị cái ngụy tiếng đó làm ngu mờ, làm ngu, brainwash, là brainwash, tại não. cho nên sống ở Mỹ như vậy tội nghiệp. Sống mà ở Mỹ về từ khó thế này này người. Khó thế này thưa quý vị, một số người bây giờ là họ nghĩ rằng, họ nói thế này, bây giờ để điều tra con virus ở đâu rồi đã, nó khổ như vậy nè. Giống như là khi mà bắn một người cứu con chim, thưa quý vị, có hai vị thế này, khi mà bắn con chim thì không biết ai bắn con chim, thì hai vị cứu con chim thì một vị còn khoan để mũi tên yên ở trong con chim đó, xem thử con cái thuốc độc như thế nào, mũi tên từ đâu đến. Đó. Một người nói thôi, không cần kể chuyện đó, bây giờ cứu con chim đã. Hiện nay cái tâm trạng của người Mỹ nằm trong hai cái tâm trạng đó như thế nào. Một người thì họ nói không cần biết là con virus là có từ đâu, phát xuất từ như thế nào, bây giờ tôi ngăn ngừa cả đã. Còn một người nói không, để tôi xem đã, và đồng thời tất cả mọi chuyện đều phó thác cho những người khác, để kiểu như vậy đó. Như thế nào? Còn tin giờ chót là thế này thưa quý vị, trước khi lên làn sóng này bên Mùi thì chúng tôi coi trên truyền Mỹ, thì cái đợt vừa rồi nước Mỹ mở cửa banh gần gãy gọc, anh mười biết không, trở lại bình thường. Mình song song vào cái đó, cái nạn dịch cũng đang gia tăng theo. Cái gia tăng theo là hai thứ, một mặt là cái lần này cái biến thể Delta nó nguy hiểm quá. Thứ hai nó là gì, số người tại nước Mỹ vẫn chưa chích nó còn lớn quá, đặc biệt ở một số tiểu bang Cộng Hòa. Và họ bị misinformation, họ bị đưa tin bố láo. Không? Họ tin vào những lý thuyết âm mưu, họ tin vào lý thuyết giả. Cho vậy, cái số người ở các tiểu bang Cộng Hòa bị nhiễm bệnh đó, nhiều và nặng hơn các tiểu bang khác. Anh thấy cái lý thuyết nó hại không? Nó hại ngay cho mình. Cho nên cái hiện nay tại nước Mỹ, trên báo chí được ngạc nhiên, quy đọc thường xuyên như thấy là người ta nghi ngờ về cái khả năng tồn tại của Đảng Cộng Hòa như chúng ta từng biết trong tương lai. Nước Mỹ có thật sự có cần một Đảng Cộng Hòa như vậy không? Một Đảng Cộng Hòa trước đây thì tuyệt vời, nhưng trong thời gian vừa qua cái Đảng Cộng Hòa trở thành lụng bại quá với những cái những nhân vật thế giá mà ta từng biết, tổng thống, thượng nghị sĩ, dân biểu. Thực sự mà nói xấu hổ khi đang nhắc những tên tuổi họ và nhắc lên những điều phát biểu của họ. Cảm ơn anh Mùi. Dạ. Rồi bây giờ mình đến cái vấn đề nóng, đồng thời rằng là
cái vấn đề hiện nay là cư dân ở Cali đang ồ ạt thoát ra khỏi tiểu bang Cali của mình. Điều đó thật hư thế nào? À, xin mời ông Nam thì vấn đề cái nóng hiện nay như thế nào nữa Nam? Có hai đề tài hôm nay thì mình nói chuyện quê hương chúng ta chút xíu. Là quê hương của mình bây giờ là California, Hoa Kỳ. Thì có hai chuyện kinh khủng lớn nhất là cái nóng nó kinh khủng. Quý vị có thể tưởng tượng không? Hiện nay cái nóng ở tại miền Tây Hoa Kỳ, trong đó có California, có lên Bắc California là gì? Là Oregon, Bắc Oregon là tới gì? Là Washington. Bắc của Washington là gì? Là Canada. Cái số người chết vì nóng nó kinh hoàng. Và Bắc Cực không còn là một Bắc Cực lạnh như chúng ta biết nữa, mà hơi nóng bốc lên. Những cái tạc bắn tán hết. Thì bây giờ ta nói thứ nhất là nói vấn đề cái số liệu chết. Thứ hai là cái thói về hiện tượng. Cái thứ hai là nói về nguyên nhân. Anh Bùi phải không? Một vị giáo sư và nhà về biologist, sinh vật học. Sinh vật học của một trường đại học lớn ở tại Oregon đó, vừa nói một câu như này, thống kê này. Trên 1 tỷ các sinh vật ở miền biển miền Tây Bắc Hoa Kỳ, trong đó có California, Oregon và Washington, trên 1 tỷ sinh vật đã chết trong đợt nóng này. 1 tỷ, trên 1 tỷ chứ không phải trên 1.000 á, 20-30.000 vậy. Trên 1 tỷ, có nghĩa là nếu tại cái khu vực nhỏ như vậy mà số sinh vật mà chết trên 1 tỷ á, thì gần như đây là tận thế của các giới tiểu sinh vật. Cá, tôm, cua, sò, hến, ốc lăn đung ngàn ngửa ra chết. Đối với họ đây là tận thế. 1 tỷ tiểu sinh vật chết, trên 1 tỷ, đối với họ là một tận thế. Cái con người cũng chết nhiều. Canada chết rất nhiều vậy. Gần cả 1.000 người. Oregon trên 100 người. Anh thấy cái số người chết tại miền Tây Bắc Hoa Kỳ thì nó càng ngày càng gia tăng. Và ngày hôm nay đó, thưa quý vị, cái cuối tuần này đó, trong lúc anh Bùi với tôi là thưa điều chuyện quý vị, thì có thể nói là trời ở miền Tây Bắc Mỹ đổ lửa xuống. Thì quý vị có thể tưởng tượng như thế này nè, ở tại cái thung lũng mà Death Valley đó, Death Valley là thung lũng chết, mà chúng ta đi từ xuống Los, lấy xe Las Vegas đi qua thung lũng Death Valley đó, anh Bùi nhớ không? Cái thung lũng chết đó, bình thường là nóng kinh khủng nè. Bây giờ thì hít tới bao nhiêu độ anh Bùi biết không? 130 độ không? 130 độ vào ngày thứ 6 vừa qua. Và với 130 độ này là được xem là nhiệt độ cao nhất của trái đất. Cái nhiệt độ cao nhất của trái đất 130 độ thì chúng ta chưa biết nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe của người, cái đời sống của các chim muông cầm thú như thế nào, đời sống của thực vật như thế nào. Nhưng mà cái sự nóng nó kinh khủng. Las Vegas, Sacramento, thủ đô California, đúng không? Thì cái nóng là kỷ lục. Nó nóng đến mức độ mà kỷ lục. Ví dụ như ở tại Las Vegas đó, là 117 độ, ở tại Death Valley là 130 độ. Thì nó nóng kinh hoàng quá. Thì anh Bùi đọc mấy tin này tôi mùi rùng rợn không? Dạ, rất là rùng rợn thưa quý vị. Thì trong những bài báo họ nói thế này, Las Vegas không á, coi như là ảnh hưởng hiện nay á, tức là phía miền Tây của đất nước Mỹ á, là có ít nhất là 30 triệu cư dân họ phải chịu một cái nóng, gọi là cái nắng nóng. 32 triệu. À, gọi là nắng nóng tan khốc. Họ dùng chữ tan khốc thưa quý vị. Là blistering, làm cái nắng tan khốc lắm. 130 độ ở miền Tây của đất nước Mỹ
là tương đương khoảng 130 độ ở Death Valley. Dạ, tương đương khoảng là 54.4 độ C. Quý vị thử tưởng tượng là 54 độ C, 36 độ C không là mình đã sợ rồi, đến 54 độ C. Còn ở Sacramento, tức là thủ phủ của Cali á, là lên đến 115 độ C, là khoảng độ F khoảng là 46.3 độ C thì là nóng kinh khủng. Ở Việt Nam mình khoảng là 36, 37 là kinh khủng rồi. 46 về 54 quý vị thấy rất là nóng. Cái nóng thế này làm cho buổi họp thượng đỉnh của G20 sắp tới đây họ nhắm vào cái vấn đề thay đổi khí hậu, mà rất buồn năm 2000 cái hiệp định mà thay đổi biến đổi khí hậu ký được năm 2015, thời kỳ đó còn có cựu của tổng thống Barack Obama, cho đến năm 2017 thì khi mà cựu tổng thống Donald Trump lên thì ông xóa bỏ hiệp định 2015, ông nói là vấn đề lắm chứ có khí hậu mà biến đổi này kia nọ, xóa bỏ đi, vứt đi. Thì bây giờ các nước trên thế giới thì người ta họ phải công nhận rằng vấn đề biến đổi khí hậu là có thật, là do con người. Do đó họ phải xem xét cái điều này. Ngay cả một cô bé 17 tuổi bên châu Âu. Dạ, châu Âu đó. Khi mà cô ta đi vòng quanh thế giới, ngay cả đến nước Mỹ nữa, vấn đề là cảnh báo biến đổi khí hậu rất là nguy hại cho cái quả đất này. Thì cựu tổng thống Donald Trump cũng chế giễu cô bé này, là đảng đâu cháu của mình đâu còn đâu con nữa. À, nói cho nên con anh mới biết không? Yeah. Người ta nói bây giờ câu này nói là anh mở báo ra anh nói sẽ mất rất là nhiều năm nữa nước Mỹ mới khôi phục lại những sự thiệt hại sai lầm và tồi tệ mà ông Trump đã gây ra trong 4 năm làm tổng thống. Vấn đề khí hậu này là một. Yeah. Vấn đề khí hậu toàn cầu này là một. Nhiều chuyện chứ không phải một chuyện, nhưng cái vị tổng thống được xem là hàng bét của nước Mỹ gây thiệt hại kinh hoàng cho nước Mỹ là Donald Trump. Thì chúng ta biết rằng hiện nay đó là cái nóng vào tháng vừa rồi và bây giờ nóng kinh hoàng hơn nữa, là tháng 6 năm 2021 của tháng vừa rồi đến 10 và nó kéo vào tháng này luôn, được là nóng kinh hoàng nhất trong vòng bao nhiêu lâu anh biết không? 127 năm. Lịch sử không phải nóng một thế kỷ, trên một thế kỷ. Cái nóng nhất trong 127 năm. Thì quý vị ở tại Sài Gòn, tại Hà Nội, tại các nước khác nhìn về cái lò lửa ở miền Tây Hoa Kỳ, trong đó California chúng tôi đang sống như thế nào, cái thật kinh hoàng. Cho nên nhìn như vậy mới quý vị thấy cái việc bệnh mùi mà ông còn mang cà vạt và áo vest đến thưa chuyện quý vị, thì như vỗ tay vào đồng vai anh Mùi là đứt ấm ngồi, nóng kinh hoàng. So với là độ C là bao nhiêu độ C anh? 54.4 độ C. 54.4 độ C là cao nhất rồi. Dạ. Thì anh cứ ghi tưởng tượng này, ở Sài Gòn 32-33 độ, ở miền Trung 36 độ là quá như là coi như cháy da rồi. Bây giờ 54 độ kinh hoàng. Cho nên cái quý vị biết như vậy là nó rơi vào tình trạng nữa, là nhà nào vậy bây giờ nó là mở mà AC ra nè, mở mà máy lạnh lắm, hết số luôn. Và như vậy thì anh biết làm sao nó sẽ tình trạng á là điện chịu nổi, nhiều nơi bị cúp điện. Như tuần trước tôi chiều tối thứ bảy Hương Giang bắt đầu làm chương trình thì bị cúp điện, phải chạy về nhà làm chương trình mà đục suy nghĩ anh không, cho nên tình trạng nó bị cúp điện luân phiên, điện chịu không nổi. Do vậy chúc quý vị thấy chúng tôi đang sống và nước Mỹ 32 triệu dân ở miền Tây Bắc Mỹ đang sống trong tình trạng như vậy. Và Sacramento, Death Valley, tung lũng chết nữa. Las Vegas còn đang nhích tới kỷ lục của Las Vegas là 117 độ. Bây giờ còn có 2 độ nữa thì Las Vegas nhích tới vượt qua kỷ lục trong lịch sử của mình. Thấy nhiều nơi cái kỷ lục nóng phá vỡ tất cả những kỷ lục. Và nó ảnh hưởng tới cái mùa màng, đời sống, sinh vật này nọ, kinh khủng. Bắc Cực không còn tuyết, biển nóng, cua, tôm, cá, mực chết hàng loạt. Trên 1 tỷ sinh vật chết trên biển. Nếu cái đà này kéo một thời gian nữa đó
thì gây nguy cơ cho cái vấn đề mà sinh sống. Sinh sống như thế nào? Cả con chúng người ta, cả sinh vật. Chúng ta thấy đang tận thế sinh vật, còn khi chưa tới tận thế của người, nhưng có rất là nhiều người chết, cả ngàn người chết rồi. Thì đó là tình hình mọi người. Dạ. Thì ngay cả tiểu bang Cali của chúng tôi đang ở, thưa quý vị, bây giờ là đang báo động về hạn hán. Nếu hạn hán nó ảnh hưởng như thế nào? Ảnh hưởng rất là nhiều. Vấn đề mùa màng, thất thu, rồi cung cấp nước cho người dân tiêu dùng. Nhưng mà lại kéo cao dài hạn hán mà cái nóng kinh khủng như thế này, kinh hoàng như thế này nữa. Thì nó ảnh hưởng đến đời sống rất là nhiều. Cho đặc biệt là những người mà lớn tuổi như Việt Nam. Khi mà càng nóng bao nhiêu thì cái tỷ lệ tử vong càng nó tỷ lệ thuận bấy nhiêu anh xuống này. Cảm ơn Bùi. Thì cái nhân vật mà nói cái vừa rồi đã đưa ra cái công bố là trên 1 tỷ sinh vật biển bị sát hại đó, bị chết vì nóng đó. Đó là một nhân vật có thế giá, thưa quý vị. Đó là một cái ông Chris Harley. Ông là biologist, sinh vật gia, nhà nghiên cứu sinh vật của biển đó, ở tại trường đại học British Columbia, anh không? Như vậy là tay rất có thế giá, rất uy tín, đưa ra con số vậy cho chúng ta có thể tin được trong quay số chơi. Thì đó là vấn đề rất là lớn. Và cái kết luận của bài báo nó họ nói như này: chúng ta có hai vấn đề đều đang quan tâm. Thứ nhất, chúng ta phải có ý thức rằng chúng ta đang bước vào một giai đoạn từ extreme temperature, một cái giai đoạn mà cái nhiệt độ nó không phải là nóng nữa, extreme nó quá mức đấy. Extreme là cực kỳ đó, cực kỳ nóng, quá mức, quá mức. Cái sau này thứ hai là gì? Trước đây chúng tôi có xem bộ phim Hành Tinh Đỏ. Hành Tinh Đỏ không phải là Hành Tinh Việt Cộng, Hành Tinh Cộng Sản, no. Là nơi đó không còn nước đều, không còn nước nữa. Nước trở thành một thứ mà xa xỉ phẩm. Thì có thể nói rằng cái hồi trước mình đọc những cái đó là viễn tưởng anh Mùi. Nhưng với cái tốc độ mà phát triển sức nóng của trái đất như vậy, cái chuyện viễn tưởng đó nó hoàn toàn có khả năng xảy ra. Bộ phim Hành Tinh Đỏ là anh biết con người sông không còn, biển cạn. Bây giờ anh thấy nếu Bắc Cực kiểu này, nóng kiểu này thì tới con của anh, cháu anh không nói chuyện Bắc Cực nóng một tiếng. Bố làm gì có chuyện Bắc Cực. Đúng không? Nó sẽ không tin nữa. Bởi vì đó là chuyện quá khứ rồi. Có những chuyện biển sẽ là quá khứ, Bắc Cực sẽ là quá khứ. Nhiệt độ trên 50 độ là chuyện bình thường. Bây giờ chúng ta sống tới 50 mấy độ rồi. Kinh khủng thưa quý vị. Cho nên có cái điều trong vấn đề này, một trong những tệ hại kinh khủng có hại cho nhân loại, cái kinh khủng đó là rút ra khỏi hiệp ước khí hậu toàn cầu của tổng thống Donald Trump. Một quyết định có thể là ngu si mà dốt nát, không thể tưởng tượng được. Thì chúng ta đi reverse lại tiến trình đó, chúng ta thì tiết kiệm nước và những cái việc mà giữ gìn hệ thống sinh thái đó. Chúng ta phải cố góp phần gì, giữ gìn. Bởi không chúng ta cái gia tài, ngày xưa Trịnh Sơn nói gia tài của mẹ để đài cho con, gia tài của mẹ là nước Việt buồn. Lúc đó là gia tài của mẹ là nước Việt buồn. Còn gia tài mình để lại thì thế giới này cho con tụi nhỏ là cả một thế giới buồn. 32 triệu người Mỹ chết giờ sống dở vì khí hậu. Giả hay thật? Bây giờ cả thế giới cuốn cuồng để đi giải quyết vấn đề khí hậu toàn cầu. Cái mà ông Trump cho là hoax, bịa đặt hoax. Cho nên cái đó là gì? Một vị tổng thống mà kiến thức về khoa học trình độ ở mức độ đó thì chỉ còn một cái thứ lắc đầu và không thể nói gì khác hơn nữa, thưa quý vị. Trở lại một thưa quý vị, thì bây giờ nói sao bây giờ nữa, thì bây giờ phải chịu đựng tất cả. Thì hy vọng rằng cuộc họp thượng đỉnh của G20 sắp tới đây ở Venice thì có thể giải quyết được vấn đề này, tức là các nước trên thế giới cùng nhau hợp tác để giải quyết chung cho nhau, không chỉ không phải là cho Hoa Kỳ đâu, mà các nước khác bây giờ đã thay đổi về khí hậu rất là nhiều rồi, thưa anh Vũ Sơn Nam. Còn vấn đề Cali của mình hiện nay, đặc biệt là San Jose của mình, anh Vũ Sơn Nam, thì khởi đầu thì anh Vũ Sơn Nam có nói rằng là
hệ cứ 7 trên 700 người ở Cali thì có một ở San Jose. San Jose không thôi. Dạ. Trên 700 người thì có một đa tỷ phú, một người đa tỷ phú, tức là 30 triệu trở lên. Thì con số rất là kinh khủng. Thì tôi đọc thống kê trước đây là nói rằng là người giàu của đất nước Mỹ với số tiền trung bình là bao nhiêu gọi là giàu. Thì cái số tuổi mà dưới 55 á, thì họ nói rằng là nếu mà ai có sở hữu khoảng 3 triệu là cái tiền mà tiền ròng á, có nghĩa là trừ thuế trừ mã trơn rồi, không còn thuế mã dính giá chết trơn, nên người là không còn nợ nữa chết trơn nữa. Còn net value. Net value thì có nghĩa là cho là giàu rồi. Còn tuổi mà từ 65 trở lên á thì dưới 3 triệu thì cũng coi là mình sẽ được gọi là giàu rồi đó. Thì nhưng quý vị thấy rằng riêng tiểu bang Cali mà đặc biệt là San Jose, mà nếu như 700 người mà trong đó có một người là đá triệu phú là trên 30 triệu thì quý vị thấy rất là kinh khủng. Do đó cái thứ nhất là cái vùng San Jose là nơi cái đất để người ta có thể làm giàu trở thành triệu phú được. Cái thứ hai là đất Cali nói chung, đất San Jose nói riêng là nơi có thể để người ta dùng thân và đầu tư. Đó là những cái điểm mà rất là quan trọng. Hiện nay các nhà đầu tư người ta cũng nhắm vào những sản này. Thế thì người ta đặt câu hỏi, một cái mảnh đất mà phồn vinh như vậy, thu hút người đầu tư như vậy, thế thì người dân Cali liều họ bỏ Cali để ra đi các tiểu bang khác như một số người ta tin đồn như vậy hay không? Điều này thật hư như thế nào? Thưa quý vị, thì trong những ngày gần đây thì có một số người họ tung tin đưa ra một ý tưởng thế này: người dân Cali đang bỏ tiểu bang Cali ra đi một cách ồ ạt với một số lượng rất là cao. Họ nói như vậy. Họ đi tiểu bang nào? Thì trong đó họ đưa ra những cái tiểu bang như thế này đây. Thứ nhất là tiểu bang Idaho. Cái tiểu bang này cũng thuộc về đảng Cộng hòa. Tiểu bang nào nữa? Tiểu bang Florida. Tiểu bang này cũng thuộc về đảng Cộng hòa. Tiểu bang nào nữa? Tiểu bang Texas. Tiểu bang này cũng thuộc về đảng Cộng hòa. Đó. Thì trước đây á, nói vấn đề đến mà Florida thì không ai phủ nhận hết trơn. Nếu như trên 65 tuổi khi mà người ta về hưu rồi á, thì người ta chọn Florida, nơi đó mà sinh sống. Cái thứ nhất là cost of living ở đó, tức là cái mức sống ở đó thấp, nhà cửa lại rẻ nữa, và khí hậu thì cũng được. Còn người ta chọn ở Texas như thế nào? Người ta chọn ở Texas thì ở Texas thì giá nhà rẻ và giá sinh hoạt cũng rẻ thôi, nhưng cái vấn đề khí hậu và thời tiết ở đó thì cũng khắc nghiệt lắm. Ở Idaho như vậy thì cái liệu là một số người họ tung tin đưa ra một ý tưởng rằng là người dân Cali họ đã bỏ đi ra đi Cali ồ ạt đến những tiểu bang đó, với điều kiện với những tiểu bang đó là tiểu bang của đảng Cộng hòa. Người ta đặt câu hỏi có phải đây là một câu thuyết, là tuyên truyền, là một thuật âm mưu, là nói rằng là người dân Cali họ chán ngày cái vấn đề dân chủ rồi, họ đi tìm đến những đảng Cộng hòa đó, có phải không? Đó đặt một câu hỏi rất lớn. Tất cả mọi tin tức hiện nay thưa quý vị, nó chứa đựng, nó hàm ý, nó liên quan đến vấn đề chính trị nhiều lắm. Và tại sao người ta đưa ra những cái tiểu bang New York hoặc tiểu bang mà là thuộc về đảng dân chủ, mà ta đưa điển hình ra những tiểu bang nó thuộc của phía đảng Cộng hòa, họ nắm quyền hành, giống như Idaho chẳng hạn. Thì hiện nay là phía mà thượng viện á, đảng Cộng hòa 28 ghế, phía dân chủ chỉ có 7 ghế mà thôi. Về hạ viện á, phía đảng Cộng hòa cũng có 58 ghế, đảng Dân chủ thì có 12 ghế. Còn ở Florida chẳng hạn, cũng đảng Cộng hòa cũng cao, ở Texas đảng Cộng hòa cũng cao như vậy. Thì đó là người ta tung tin như vậy. Cái điều này hư thật như thế nào? Thì theo một số nghiên cứu mới đây cho biết, thì như đại học ở Cali chẳng hạn, thì họ cho nói thế này: cuộc di cư của người dân Cali hoặc là cư dân Cali á, là ra đêm cách ồ ạt như vậy á, là một huyền thoại nữa xong nào. Nói chuyện nó không có, nó tâm tính như vậy. Đó là một nghiên cứu mới nhất á. Rồi một số nhà nghiên cứu họ cũng cho biết rằng
là cư dân Cali họ ra đi không phải là một số lượng bất thường, cái chuyện bình thường thôi. Như thế nào thì dường như là để mùa hè chẳng hạn, họ ra đi, họ có thể để thay đổi chỗ ở, hoặc là những nhân viên họ thay đổi chỗ làm việc, hoặc là những người họ lớn tuổi rồi bây giờ họ thay đổi chỗ, chuyện đó là chuyện bình thường chứ không phải là cái chuyện mà họ có những người đưa ra một cái tư tưởng nó ra đi ồ ạt như vậy. Đó. Rồi, cảm ơn Bùi, thưa quý vị, có một cái lý thuyết mà nó lâu nay râm ran ở tại California và nước Mỹ là lý thuyết mang tên là Cal Exodus, là Cal là California, viết tắt như California, Exodus là cuộc thiên di, cuộc chạy ra khỏi California, trốn chạy khỏi California, California Exodus. Thì khi mà nghe một cái tin nó đùng râm ran như vậy, như Bùi để nói, thì một số cái trường UC, những nhà nghiên cứu của các trường đại học đó, họ mới đi vào nghiên cứu liệu có thể xảy ra một cuộc thiên di khỏi tiểu bang California không. Thì họ đi đến kết luận chuyện này là lại là hoax, bịa đặt nữa. Chuyện này chuyện bịa đặt nữa, bởi vì hiện nay có thể nói California có những sa sút không còn là tiểu bang tuyệt vời như chúng ta từng biết. Ở tại Las Vegas và ở tại Los Angeles, chúng thấy người vô gia cư còn đông. Ở Silicon Valley, người vô gia cư cũng đông. Nhưng mà cái lời đồn là California Exodus là sau khi họ khảo sát, nghiên cứu, thăm dò dư luận, tiếp xúc người dân, thì nó còn đi kỹ hơn nữa, mùi biết nói gì không? Họ coi thử công ty Google trả lời cho họ biết đó, là số người search đi tìm là move out khỏi California, là số người đi mua trong cái search engine Google tìm đó, để giảm xuống cái kinh khủng. Số lượng mà vô trong Google tìm U-Haul là vận chuyển rời khỏi California cũng giảm xuống kinh khủng. Đều thấy cái sự rời khỏi California là chuyện có chứ không phải không, nhưng mà ẩn số rất là nhỏ, nó là big deal, không phải chuyện lớn. Và song song đó là cái số lượng mà người từ ngoại quốc kéo vào California, những tỷ phú, những triệu phú trên thế giới này về California đông lắm, cho nên nó sẽ bù đắp lại cái khoản mất dân số ít ỏi California. Điều đó cho thấy đó, là để dẫn đến tình trạng gì? Cái nghiên cứu thứ hai nữa, tại sao người ta không rời khỏi California? Thực trạng giàu có như thế nào? Thì một cái thống kê khác nữa là thăm dò toàn thế giới chứ không phải chỉ California, Hoa Kỳ. Thì California, không phải là Hoa Kỳ, thì California đời sống vẫn nằm đỉnh chót quát trên này. Phải không? Và đặc biệt cái chỗ mà anh Bùi đang sống này, San Jose nè, thung lũng điện tử này nè, mà anh Bùi vừa nói đó, cứ khoảng trên dưới 750 người là có một người giàu ở cái mức độ mà tôi nghe xong tôi lắc đầu luôn, tôi không tin. Mà con số này làm chuyện in ra sao anh tin được, khoảng 750 người thì có một người giàu tới mức độ là 30 triệu. Thì nó nói giàu đâu ra? Tôi đem chuyện đó tôi bàn với bạn bè thì nói phần lớn là khi mà cái thung lũng điện tử này nó bùng nổ với những hàng loạt công ty điện tử lớn, Hewlett Packard, Apple, Facebook này là đủ thứ, phải không? Apple, Google đủ thứ. Thì nó cho stock option, lúc mà khởi nghiệp á, nó cho một cái stock là stock option đó, rất là lớn. Lúc đó cái stock rất là rẻ, nó trả tiền lương vừa phải, nhưng nó cho anh stock option. Nếu mà công ty thành công, bạn ở đây công ty càng lâu, thì khi mà stock nó expire, stock nó hết cái hạn mà bị ấy,
anh có thể làm chủ nó 100% á, thì nó trở thành tiền bạc của anh. Thì những người mình làm cho các hãng điện tử lớn á, bây giờ nó có giàu vì nhờ cái start up sinh đó, anh biết không? Cho cái tài sản của họ, cái net value của họ rất là cao. Và nhờ như vậy bây giờ họ lấy ra họ mua nhà. Có cái đời nào trên cái quý vị có thể tưởng tượng ở San Jose chỗ tôi sống em, cái nhà mà trả trên giá bán á, người ta riêng bán ví dụ 1,5 triệu, anh biết cuối cùng nó bán bao nhiêu? 2,5 triệu. Wow. Trên giá bán, chuyện nửa triệu là chuyện thường. Người ta trả, người ta trả xuống, vì anh ra 1 triệu, ta trả 7, 8, 5 ngàn, 8, 5 ngàn, đang hiện bây giờ dành nhau trả lên. Anh phải trả lên 100,000, nhiều khi anh mua không được, lên cả 400, 500 ngàn, và bây giờ có nghe có lúc lên cả 1 triệu đồng. Thì anh thấy cái thành phố Silicon Valley này, thành phố San Jose này, nó trở thành cái hoang cung. Không phải nóng không, mà kinh tế rất là nóng, bốc bốc khói. Và bây giờ bạn tôi á, làm chủ nhà hàng hiện nay rất là than vãn, làm nhân viên mà chạy bồi bàn á, phụ bếp, dọn dẹp vệ sinh, nhảy vào các hãng xưởng làm hết, trả lương cao hơn, có benefit nữa, có benefit nữa. Cho nên San Jose rơi vào tình trạng đang bị khủng hoảng lao động, anh Bùi, đang khủng hoảng lao động tại San Jose. Thì đó, nó cái nóng về thời tiết, chúng ta đã nói quý vị rồi, miền Tây Bắc của Mỹ. Và không phải chỉ tôi gọi một cái điện thoại cho một người bạn làm nghề địa ốc tại Seattle, thì cô nói em nghe nói như vậy ở San Jose như vậy, anh Nam thấy đúng không? Nói tôi cũng không tin mà báo nói, thống kê họ nói làm sao mình không tin được, đúng không? Còn trên em như nào thì trên đó cũng nóng nữa, cũng nóng, kinh tế cũng rất là nóng. Nhà bán trên giá 100,000 là chuyện thường, kêu cái nhà 600,000, 650, bán 8, 9, 5 là chuyện thường. Thì cái miền Tây Bắc Mỹ bây giờ nó có đợt sốt, nhưng mà cái điều đặc biệt đó, là người dân ở vùng này nó là không đi, ít đi quá, mà người dân ở các nước đó, trở về California là nhiều. Trên bù trừ dân số, cái dân số California vẫn tăng, dân số California vẫn tăng. Cho nên nãy vừa nói cái chuyện một lý thuyết âm mưu đó, có thể người ta đưa ra nó để mà đánh vào tiểu bang California, tiểu bang trung tâm dân chủ, New York trung tâm dân chủ, thì nó đánh vào vấn đề này đảng phái nhiều hơn, lý thuyết âm mưu này mang tính chất đảng phái nhiều hơn. Nhưng mà theo các viện đại học mà họ cho nghiên cứu đó, của University of California, là trường đại học California, nó vừa xuất bản vào tuần này đó một kết luận rằng những cư dân California không đi ra khỏi tiểu bang ở mức độ là abnormal number, ở mức độ là số bất bình thường, mà ngược lại thì số người vô rất là đông, phải không? Thì như vậy thì nó đánh bạc lại cái lý thuyết California Exodus, là cuộc tháo chạy ra khỏi California, nó là chuyện hoax, chuyện nó hồi huyễn xào, nó xào cho nó vui. Bịa đặt. Chú quý vị nghe trong chương trình này, quý vị thấy không? Nước Mỹ đang sống trong tình trạng tin thật, tin giả, tin hoax và tin. Chúng tôi tự hào thưa quý vị là anh em chúng tôi gửi đến quý vị là tin thực rất là trung thực. Có thể một quý vị ủng hộ ông Trump, Trump không ủng hộ ông Trump, chống hay không chống chúng tôi, nhưng mà chúng tôi nói là tin là tin, true news, tin thật, không như tin giả. Và cái thứ hai chúng ta thấy không, mặc dù một số quý vị tin bên ngoài như vậy, nhưng mà tin tức ngày hôm nay hai vấn đề California mà quý vị chúng tôi có thể certify được ngay lập tức, verify được ngay lập tức bây giờ là gì, xác nhận lập tức bây giờ là gì, cái gọi là California myth, huyền thoại California, California sụp đổ, dân chúng bỏ California hàng loạt ra đi, là hoax, Exodus, bịa đặt, không có. Cái thứ hai là California vẫn phát triển đến mức cực kinh hoàng, cái bộ máy nó phát triển cháy máy,
giống như là thời tiết là cháy tại California. Nhưng mà có cái điều cuộc đời mà ông bà vậy, được cái này thì mất cái nọ anh Mùi. Tôi có một đứa cháu ở từ Missouri, cháu mới theo ba về California đem đi học ở UCLA. Thì cháu nói cháu nghiên cứu California nhiều lắm. Thì tôi hỏi cháu, cháu có sợ cái nền kinh tế cháy mấy nè, như chúng ta vừa nói về thất nghiệp cũng dữ dằn, đời sống đắt đỏ, nhiệt độ nóng bức đủ thứ không? Nó nói cháu thích như vậy. Thì cũng có cái dòng người ngược lại chạy từ miền Đông, miền Trung Mỹ về California để bước vào cuộc chơi mà cháy máy này nóng cũng kinh hoàng và kinh tế cũng rất quyết liệt. Thì chúng tôi đang sống trong hoàn cảnh như vậy, cái mà bình luận và nghĩ như thế nào thì tùy quý vị. Những cái yếu tố sau đây cái đó để chứng minh rằng, để minh chứng cho Cali là người dân không bỏ đi và có thể rằng là thu hút những giới đầu tư nữa. Cali là một nơi đầu tư rất hấp dẫn cho các nhà ngoại quốc. Yếu tố thứ hai, Cali là một nơi sản xuất ra lực lượng lao động có tay nghề, đặc biệt là về công nghệ nội soi nam. Yếu tố thứ ba nữa, mặc dù cái đời sống của Cali cao nhưng đồng lương của Cali nó sẽ bù đắp những cái bậc giá leo thang. Thì mặc dù hiện nay cái giá nhà cửa thưa quý vị nó chênh lệch rất là cao đó. Do đó là vấn đề mà những người mà có thể mua căn nhà đầu tiên thì khó có thể đạt được. Nhưng dẫu sao đi nữa, cái lực lượng lao động, tiềm năng lao động, tiềm năng phát triển ở Cali vẫn là nơi hấp dẫn cho người giới đầu tư, cho những người mà các nước ngoài họ vào đây. Và đặc biệt là cư dân của Cali, họ có thể chấp nhận cuộc sống. Điều đó thì quý vị thấy làm sao mà có những người tin tưởng, họ có những cái tư tưởng mà nói rằng người dân Cali đổ bỏ ra đi ồ ạt để những tiểu bang Idaho, tiểu bang Texas, tiểu bang Florida. Mà hiện nay cái giá nhà ở của Texas thưa quý vị tăng lên 32%, nó cao như vậy. Thì rất là ở Texas chẳng hạn, mua cái nhà to đồng lên 4 phòng ngủ, sau có hồ bơi này cái nào chỉ khoảng 200.000 thôi, 250.000 thôi, rất là rẻ. Thì bây giờ nó lên rồi. Cảm ơn Bùi. Có lẽ anh Bùi chúng tôi còn vài chuyện nữa thưa quý vị, nhưng mà thôi chúng ta sẽ tạm thời kết thúc ở đây vì nó dài quá. Nhưng mà trước khi kết thúc tôi nói cái câu kết luận của nhân vật tên là ông giáo sư Thad Kusser. Ông Thad Kusser là giám đốc của cái khoa Political Science, khoa học chính trị của trường đại học UC San Diego ở miền Nam California, và đồng thời ông ta là giám đốc của nghiên cứu hàng đầu, giám đốc nghiên cứu của cái bản nghiên cứu về kinh tế California chúng ta vừa nói nãy giờ đó. Thì ông ta nói thế này nè, mặc dù có quan điểm rất là phổ biến về cái người dân California, unhappy Californians, những người dân California không hạnh phúc, không feel happy, không feel sung sướng, không feel, mặc dù ông thừa nhận cái fact đó, là có những trường hợp là unhappy Californians, những người California không hài lòng, không sung sướng, không hạnh phúc. Và những người đó đó đang muốn leaving the state en masse. Những người đó hàng loạt muốn rời bỏ tiểu bang California. Nhưng những bản nghiên cứu mới nhất và bao quát nhất cho thấy rằng chẳng có cái kèo actually no exodus, chẳng có cái đợt sóng di cư bỏ đi nào hết. Chuyện bố láo. Cho nên chúng ta thấy nóng là một chuyện thật, thời tiết nóng đúng là chuyện thật đáng sợ, nhưng mình nóng về kinh tế thì nó rất nóng, nhưng bỏ đi thì không. Mà số người tìm đến California từ ngoại quốc và từ trong nước Mỹ đã không gia tăng không kém. Do vậy tôi nói chuyện vậy thì người bạn tôi sáng qua uống cà phê, anh nói câu anh biết không, nói cho miền dân miền Tây, anh nói dân miền Sài Gòn, dân miền Tây mà, anh nói Nam có một câu hay lắm, mình muốn chia sẻ Nam về bàn những này. Ở câu gì vậy? Nói sống với lũ
là có nhiều người anh coi Mùa nước lũ, cái phim mà Mùa nước lũ đó, của Nguyễn Võ Nghiêm Minh đó, anh thấy không? Anh thấy sống với lũ, họ quen lũ rồi, họ sống với lũ quen rồi, họ xa lũ cũng được. Cái nóng của California như vậy, cái kinh tế về thời tiết thì cũng giống như mùa nước lũ vậy. Mình quen với cái lũ đó rồi, mình bỏ đi cũng được. Thì còn những người mà muốn an toàn, nhàn tạ, không lo lắng, không nhức đầu thì nên rời khỏi California. Vì ở đây là vùng đất lửa, không nên sống. Mà tôi nghĩ tôi già, khi tôi còn làm việc nữa, chắc tôi cũng rời California anh Mùi. Tại vì sao biết không? Nó bình an hơn. Ở đây á, để trở lại cho anh em trẻ còn ráng đua, còn lao tới, người vùng đất cơ hội mà đang vươn lên. Còn thôi, mình chống gậy đi một cái chỗ nào vắng, một mai, một cuốc, một cần câu, ta tìm nơi vắng vẻ, ta về, ta tìm nơi vắng vẻ. Thì cái đời mình không bao giờ có cái mặt này, cái mặt nọ, đưa cái này mất cái nọ, đưa kia mất khác. Cho chúng ta cái chính là gì? Sự lựa chọn của mình. Anh muốn cái gì? Anh lựa chọn cái gì? Là cái đó. Thì thôi, mặc dù tôi biết anh Bùi cũng còn nhiều chuyện để thưa quý vị, mà chuyện cũng hay lắm. Ví dụ như thế này, thì trong cái thời gian vừa qua, nước Tàu kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Tàu. Và Tàu gáy rất là dữ dằn, hàng trăm ngàn người tập họp tại Thiên An Môn để mà nghe Tập Cận Bình đọc diễn văn, và Tập Cận Bình gáy là tới năm 2049 Tàu là bá chủ thế giới. Thì báo chí thế giới làng Khang Chi Khê nói về Tàu và cuộc chạy đua với Tàu và Mỹ. Tàu có bá chủ thế giới được không? Mỹ cũng bàn rất là nhiều, Tàu bàn nhiều, các nước bàn nhiều. Thì đây là đề tài dài mà để cho anh Mùi có thể nói cho quý vị đầy đủ, thì chúng tôi sẽ dành lại tuần tới nữa. Cũng còn trong tháng 7, cái tháng mà Tàu kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng của mình. Và có phải là Tàu sẽ bá chủ thế giới này đè bẹp Mỹ khi mà nhà nước Trung Cộng lên tới vào năm 2049 đó, là kỷ niệm 100 năm thì họ sẽ như thế nào? Và chuyện đấu quyền lực tại nội bộ Trung Cộng như nào giữa Tập Cận Bình và các phe phái khác. Hồi 2 sẽ trở lại vấn đề này. Mời quý vị nghe Nguyễn Công Bùi sẽ trình bày. Xin chào quý vị, chào anh Bùi Thư Anh. Dạ, xin chào quý vị và hẹn quý vị vào lần tới. Dạ.